Đứa này thì học hành thông minh, học khá trở lên. Cố gắng hướng cho cháu theo con đường học hành thi cử nhé. Đường học vấn của đứa này nó khá đấy. Đứa này lớn lên thì cách nó liều mạng lắm nhé. Không có sợ la thằng lớn, nó còn hơi sợ một thằng nhỏ giống như đầu đầu đá, cha nó kêu bằng đầu đá không, Liều không có mạng lắm, sợ. nó liều lĩnh lắm. Chính vì thế nhờ cái sự liều lĩnh này mà nó cũng thành công trong chớp mắt. Nhưng mà chính vì cái sự liều lĩnh này vì thế nó cũng thất bại trong chớp mắt. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Tướng mạo của bạn là tướng khắc chồng nhé. Đấy, nó hiện ra luôn nhé. Trán thì cao đầy, mắt thì một mí, xương quai hàm thì nó bạnh ra đây kia. Đây là tướng khắc chồng. Đấy, bạn tuổi Tỵ, chồng bạn tuổi Dần nữa. Dần thân Tỵ hợi nó phạm vào tứ hành xung nữa. Đấy, cái tuổi nó cũng khác nhau. Vì thế là hai tuổi này ở làm sao mà bền được. Ở với nhau suốt ngày cãi nhau, chửi nhau như chó với mèo à. Giờ một tuần gây lộn mấy lần? Cho nên là cũng không có cãi gì nhiều, có cái là rượu thôi. Rượu thì hay có hay lớn tiếng, giống như là nó nhậu rồi nó không biết đường về nhà rồi hay 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 lớn tiếng thôi, chứ chứ bình thường thì hay quả quả nó cũng nhịn, nó không có cãi lại. Đúng không? Bình thường thì ai nói làm gì? Như rượu vào là có chuyện, nó phải có chất xúc tác. Cái thì là rượu thì nó có rượu vô thì con cũng con ra làng thôi, chứ còn nó cũng không có cãi gì. Vì hai tuổi này dần thân Tỵ Hợi nó xấu lắm nhá. Xấu vô cùng luôn. Sinh xung đột khắc khẩu. Năm nay thì làm ăn kém. Công việc làm ăn kém, không có thuận lợi, dễ gặp trục trặc. Kinh tế bấp bênh. Nhà cửa kinh tế năm nay bấp bênh lắm. Làm chả đủ ăn luôn. Vậy đó, chà rào nha, cũng như mà nhậu nhậu thì nhậu, tiền nhậu nó bằng tiền ăn. Đấy, tiền nhậu đúng không? Mua bia rồi mua đồ uống đồ nhậu còn mắc tiền hơn cả tiền ăn đúng không? Dạ thì bên đây tính tiền Việt Nam thì mắc luôn mà vậy đó, tiền đi nó nhậu phải nhậu hơi hơi đúng nhậu. Nhậu cái đang nhậu nguyên đêm cho nên là tiền mới nhiều, chứ còn bình thường ta nhậu xong ta về đâu có bao nhiêu. Đấy, số khổ đấy, vất Nhậu vả. nhậu nhậu cái là không biết đường về nhà. Làm bao nhiêu cũng cũng đốt hết vào nhậu nhẹt, chơi bời, nói chung là khổ rồi nhé. Chẳng qua là do cái cung mệnh tứ hành xung này nhé, nó tạo ra nhé, khiến nó tình cảm vợ chồng cũng trục trặc, rất dễ đổ vỡ đấy chứ nhé. Mà bây giờ sinh ba đứa rồi, ba đứa con rồi thì làm sao mà bỏ được, cố gắng mà ở vậy thôi đúng không? Thì con bỏ ra thì con cũng thì nuôi con, chứ con nghĩ tương lai hay là quay ngay kiểu mà mất lòng tin với đàn ông sao. Không có ý nghĩ đâu, cho nên thì gắn mới ở, chứ còn nếu mà như bạn bè con thì ta có người thương người ta bỏ người ta đi, còn con không thấy là không, như con cũng ba đứa con cũng thương con, nhưng mà cũng không thấy ai mà nó thương con mình bằng cha nó, cho nên là cũng gắn ở. Thôi cố gắng nhường nhịn đi nhé, cố gắng nhường nhịn đi. Còn năm nay thì lo lắng nhiều, buồn phiền nhiều. Mẫu bàn tay này của bạn này trường thọ đấy, số này trường thọ đấy, tuổi thọ bạn cao lắm. Tuổi thọ rất cao, sống lâu, trường thọ luôn. Về vấn đề sức khỏe của bạn tương đối là ổn, lúc trẻ tuổi thì hay đau ốm vặt thôi, nhưng mà càng về lớn tuổi thì nó đỡ đi. Cái đường chí đạo nó rất là dài, nó thể hiện là người thông minh. Nhưng làm cái gì bạn tính trước, tính lui, tính sau, nhưng mà tính rồi Trời ơi, cho như vậy, lý do vậy cho nên là mới cãi nhau với ông chồng á. Ông chồng ông suy nghĩ trước mắt không à, còn con suy nghĩ rất là sâu xa, cho nên là khi cãi nhau mệt. Hiểu chưa? Ông chồng thì ông nông cạn quá, mà vợ thì sâu xa quá, hiểu chưa? Nó không hợp gu.
Đấy, cái đường chỉ đạo nó quá dài như này, mà nó dài quá như này thì có tính toán kỹ lưỡng đến mấy là làm cũng chả thành được. Vì thế số này không giàu được. Không giàu được, chỉ là trung bình vậy thôi, đủ ăn thôi, không giàu được. Nhiều cái là bạn đừng có ý, tấm lòng tốt nhé. Tấm lòng tốt, chả làm việc xấu việc ác với ai bây giờ cả, có tấm lòng tốt thế là cũng được rồi. Xấu sau này đừng nhờ con cái này, có đường chỉ sinh đạo đôi này, đừng nhờ về đường con cái này nhé. Đừng nhờ, đừng nhờ về cả ba cháu luôn, các cháu sau này công thành danh danh toại. Ba cũng lo biết sau này nó làm sao. Được, này, số mình vất vả thôi, hy sinh thôi, nhưng mà được nhờ về đường con cái sau này nhé, con cái nó sẽ lo lắng hơn. Mình nhìn cái cung tử tức của bạn đẹp lắm, tươi tốt đẹp. Hàng tháng có gửi tiền, thỉnh thoảng có gửi tiền về cho Việt Nam không? Cho ba, cho mẹ, anh chị em không? Có. Gửi nhiều ba không? Gửi cho ba mẹ. Gửi nhiều không? Có nhiều gửi nhiều. Đấy, số cũng nặng gánh gia đình đấy. Lúc đầu. Nói đi. Chuyện con ba mẹ đó, ba mẹ bên Việt Nam cũng có hay cãi nhau, cho nên là ở bên đây cũng bực bội, bên Việt Nam cũng có hay gọi về đâu này. Cãi suốt có tiền cũng cãi mà không tiền cũng cãi. Giờ về cũng cãi ba mẹ, hình như cũng dạng kiểu cũng khác nhau á, cũng kỵ nhau sao á. Cãi từ lúc nhỏ tới giờ luôn mà cũng không bỏ được, cũng muốn cãi cãi. Chỉ chút xíu cũng cãi ba mẹ. Quá khổ. Rồi, thắc mắc gì trong buổi coi ngày hôm nay? Thế con với chồng con có đi tới cuối cùng được không? Đó, sẽ rất là vất vả đấy. Sẽ rất là trông gai và rất là được đúng không? Ồ, vậy là được đúng không? Đúng rồi, nhịn là được thôi. Bởi vì cái tính cách của bạn nó hơi bốc đồng, cố gắng nhịn là sẽ được. Cố gắng nhường nhịn đi. Nhé. Dạ thầy, coi dùm con, ba đứa con coi tương lai nó làm sao. Ngày tháng năm sinh của cháu đi, đọc đi. Đứa lớn thì cũng nhớ ngày, ngày âm lịch thì cũng nhớ chính xác được, nên còn lại còn ngày Tây thì ngày lớn là ngày 10 tháng 2 năm 2010. Còn đứa nhỏ là chờ xíu ngày... từng đứa một đi. Vậy ạ. Để trước Tết à? Đứa này để trước Tết đúng không? Để trước Tết đúng rồi, 27 hay 27 Tết thì phải. 27 tháng 12. 27 tháng 12 2009. Đứa này thì thông minh, công danh của cháu khá, nhưng lớn lên nó hơi cứng đầu nhé. Dạ dạ. Lớn lên nó cứng đầu, bây giờ nó cũng cứng đầu rồi chứ. Có thấy cứng đầu không? Đúng rồi, nó cái suy nghĩ của nó khi nó mà nó hiểu tới nó mới chịu. Còn hoặc không là không bao giờ mà nó vô lý mà nó không nghe, mà nó hiểu nó chịu rồi nó mới làm theo. Đúng rồi, cái chán nó như chị đây này, khác gì đâu. Cái chán nó dô nó như chị đấy, có chính xác không? Chán không ơi, cao. Chán cao và dô ra đấy. Đứa này thì công danh của nó khá, nó là người suy trước tính sau, nói chung nó là người kỹ lưỡng đàng hoàng nhé, công danh của cháu tốt. Rồi đọc cháu tiếp theo nào. Ngày 2013 tháng 4 ngày 19. Anh con nhớ không nhầm là ngày 10 tháng 3 ngày giỗ tổ sao. Đúng rồi, mùng 10 tháng 3 trai gái đây. Trai. Thằng lớn trai, thằng kế ông trai. Đứa này thì học hành thông minh, học khá trở lên. Cố gắng hướng cho cháu theo con đường học hành thi cử nhé. Đường học vấn của đứa này nó khá đấy. Đứa này lớn lên thì cách nó liều mạng lắm nhé. Đúng rồi. Nó không có sợ la thằng lớn, nó còn hơi sợ thằng nhỏ. Đúng là đầu đá. Nó kêu bằng đầu đá không? Liều nó mạng lắm, nó liều lĩnh lắm. Chính vì thế, nhờ cái sự liều lĩnh này mà nó cũng thành công trong chớp mắt. Nhưng mà chính vì cái sự liều lĩnh này, vì thế nó cũng thất bại trong chớp mắt. Đứa này công danh của nó khi thành khi bại, có nghĩa là tiền vô ra không kể. Hay liều thì có nọ kia. Lúc lên voi lúc xuống chó. Chính vì nhờ cái liều đó lên thành công, mà chính cũng nhờ cái liều đó lên thất bại.
đọc đứa tiếp theo nào. Tháng ngày 30 tháng 1 2018. Nhớ ngày âm không? Em hình như để trước Tết à? Hình như cũng trước Tết ấy. Ờ. Nhanh sang nhầm năm nhuận cho Bình Dậu. Ok. Con gái thì lớn lên xinh xắn lắm nhá, xinh xắn đẹp gái lắm. Yeah. Cái bàn tay nó đẹp lắm, lớn lên nó có khiếu về nghệ thuật, hội họa. Yeah. Cái bàn tay nó đẹp lắm. Yeah. Hội họa này, ca múa hát này, hội họa này, nghệ thuật này nhé. Yeah. Văn chương nghệ thuật. Sau này tiền bạc thì đầy đủ nhé. Lớn lên xinh xắn, lớn lên xinh xắn có nhiều người theo đuổi lắm. Nói chung là cả ba đứa thì đều ok, cả ba đứa đều hiếu thảo hết nhé. Dạ dạ. Mỗi chuyện vợ chồng thôi. Đấy, nó là cái thứ đau đầu nhất đấy, cố gắng mà nhịn đi nhé. Thầy xem cho con coi. Con muốn làm nhiều thứ lắm mà con chưa có định hướng là bắt đầu từ đâu, với lại con thích cũng kinh doanh đó mà con. Giờ con học cái kinh doanh về cái bảng nào, giờ một nước sao? Giờ một nách ba đứa con thì làm ăn gì, đúng không? Bây giờ thì phải con lớn xíu á. Bây giờ phải lo cho con cái này trước đã, 3-4 năm sau nó lớn lớn cứng cáp rồi mình mới làm được. Dạ, ý là nói này con hỏi là làm được, nhưng mà gần như là cái mạng con học với cái ngành nào không á, mạng hợp cái ngành nào chuẩn bị, số này chỉ có kinh doanh nhé, kinh doanh những mặt hàng liên quan đến ăn uống đấy, rồi mỹ phẩm đấy nhé, thì hợp nhất với bạn nhé. Dạ, ăn uống mỹ phẩm. Con cũng định vậy đó. Con định cái về mảng bên chi nhánh, con cũng đang làm quán ăn ấy. Ồ. Nhiều phở. Đấy. Con cũng định làm chi nhánh. Không biết được không? Được đấy, tiến thành được đấy nhé. Rồi thầy rồi phép luôn. Con thêm thì thầy có làm phép với bỏ đủ cái này làm được không thầy? Gửi thông tin qua đây là làm cho chắc xem nhiều video rồi biết mình làm phép được đúng không? Dạ dạ thì đó, con muốn làm không biết. Yêu cầu sao? Họ tên, vợ chồng, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Tiếng tiếng Hàn và cái tiếng Anh qua cho thầy. Đúng rồi, tiếng Hàn, ví dụ Kim So Chien hay là cái gì gì đó, ghi phiên âm tiếng Anh ra. Rồi gửi qua đây, rồi địa chỉ bên đó đang ở đâu cũng phiên âm tiếng Anh qua nhé. Đấy, ví dụ ở Seoul hay là cái gì gì đấy cũng ghi rõ ra rồi mình làm cho. Nếu cảm thấy tin tưởng, đồng ý thì gửi thông tin và làm cho nhé. Thế coi ba mẹ không có tháng, có năm thôi coi được không thầy? Năm sinh năm bao nhiêu? Năm ba thì năm 59, của mẹ năm 60. Năm nay sức khỏe ba mẹ kém nhé. Yeah. Sức khỏe kém lắm, tốn tiền thuốc thang, đau uống bệnh tật nhé. Bệnh tim đấy. Sức khỏe kém lắm nhé, tốn tiền thuốc thang đấy, cố gắng mà gửi nhiều tiền về cho ba mẹ nhé. Thì cũng gửi ngoài. Ừ, gửi về. Không nhiều nhưng mà cũng gửi. Gửi. Bằng cái này tiền ăn, tiền chi phí. Đấy, như thế thì tốt nhé. Vậy là nữa khi nào mà con chuẩn bị kinh doanh gì đó là này cũng làm phép được không thầy? Được. Dạ. Cái đó là được một năm. Bao lâu thầy? Một năm. Rồi thầy xong rồi thầy gửi qua bưu điện cho con hay sao? Đúng rồi, mình sẽ gửi qua bưu điện. Phép hóa giải cho ba bạn thì không có, phép hóa giải cho chồng bạn thì không cần. Cái đó làm từ xa không cần, còn lộc làm ăn thì mình sẽ gửi thẳng qua bên đó cho bạn nhé. À. Chồng à, nói chung là cứ rượu. Thấy tình thì không có bệnh hoạn gì hết, sáng sức khỏe cũng bình thường đó. Tình trạng mà cứ rượu như thế này thì có ngày tèo nhé. Cho nên là thấy không có bệnh gì mới lo á. Sợ nó bức xúc. Một khi nó khi mà có bệnh nên còn mình không biết đi bệnh viện, hôm nay không thấy bệnh gì. Đúng rồi, nhưng một khi bệnh nó đã ra rồi, hiểu chưa, thì nó cái rẹt một phát là hơi bị nặng đấy, đúng không? Thì thường thường mấy người mà yên đu vậy đó, bật cái là không giữ được, không thể ghê. Cho nên không biết cái số nó đỏ không.
chả có ai uống rượu nhiều mà thọ hết nhé. Rồi, thế nhá.